Lữ đoàn Golani là đơn vị đã tiến vào miền trung của giải Gaza nhằm tạo thành mũi tấn công cắt đôi vùng lãnh thổ này. Khi lữ đoàn này tiến tới địa trung hải, quân đội Israel đã tạo thành thế gọng kìm hoàn chỉnh để bao vây hoàn toàn Gaza City, thành phố lớn nhất ở miền bắc giải đất này. Theo ông Hagari, IDF vẫn tiếp tục tập kích với quy mô lớn vào Gaza trong cuộc chiến với Hamas, lực lượng đang kiểm soát khu vực này. Truyền thông Israel đưa tin binh sĩ Israel có thể tiến quân vào Gaza City trong 48 giờ tới. CNN dẫn lời người phát ngôn IDF Jonathan Corrius nói rằng Israel đã ngừng bắn suốt nhiều giờ trong 2 ngày, 4 và 5 tháng 11, tại một số khu vực ở miền Bắc Gaza và kêu gọi dân thường Palestine di chuyển về phía Nam. IDF đã phong tỏa và tập kích Gaza từ ngày 7 tháng 10 để đáp trả đợt đột kích của Hamas vào miền Nam của nước này, gây thương vong lớn. Chiến dịch tấn công trên bộ được đẩy mạnh từ hôm 27 tháng 10, khi Israel tăng cường không kích và điều binh sĩ xe tăng vào giải Gaza, tập trung nhắm vào mục tiêu cơ sở hạ tầng của Hamas. Trước đó, ông Galan ngày 4 tháng 11 khẳng định Israel sẽ tiếp tục các chiến dịch ở Gaza cho đến khi chiến thắng. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, sau cuộc chiến sẽ không còn nguy cơ nào ở Gaza có thể đe dọa Israel ở biên giới phía Nam.